Khám phá Vân Tâm, một chương trình đặc biệt dành riêng cho tuổi trẻ, không chỉ được tổ chức hàng tháng tại Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh, mà nay còn được tổ chức ở các chùa có chư tăng Chùa Ba Vàng trụ trì tại Thanh Hóa, Nghệ An và một số tỉnh thành khác. Khóa tu đầu tiên tại Chùa Diên Phúc, Thanh Hóa, Chùa Đế Thích, Nghệ An sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 11 năm 2022, tức ngày 27 tháng 10 năm Nhâm Dần, với các hoạt động nghe giảng Phật Pháp, tìm hiểu về tâm, gieo hạt giống thiện lành, lễ Phật, thiền hành, tập sống chính niệm, tìm về chính mình, làm phật sự công đức, tích lũy phước báu, thêm hạnh phúc, an vui, giao lưu kết bạn trong môi trường lành mạnh, khám phá phát triển những tài năng của bản thân qua nhiều hoạt động bổ ích khác. Đến với chương trình sinh hoạt, các khóa sinh tự túc chi phí đi lại, ngoài ra không phải đóng bất cứ khoản lệ phí nào. Chương trình khám phá Vân Tâm ở các chùa do chư tăng chùa Ba Vàng chủ trì sẽ được diễn ra từ 6 giờ đến 17 giờ 30 chủ nhật tuần thứ ba hàng tháng dương lịch. Mọi thông tin về chương trình khám phá Vân Tâm sẽ được đăng tải trên trang truyền thông fanpage chùa Ba Vàng, câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng, câu lạc bộ La Hầu La. Hành trình khám phá Vân Tâm đã sẵn sàng chờ đón các bạn trẻ trên khắp mọi nơi.